Thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề: những giấc mơ nào có thể, những giấc mơ nào mà chính xác, những giấc mơ nào mà chính xác để gửi đến cho quý cô chú anh chị em thoát khỏi cái cảnh nghèo mà để đổi đời. Là những giấc mơ như thế nào á? Tự vì mơ á, là mình mơ á, là mình mơ thấy nước, thấy đủ thứ á. Nói chung là khi mình nằm mơ á, cô chú anh chị em thấy nhiều lúc cái giấc mơ mình ngủ dậy á, mình cũng có thể mình hy vọng á, hy vọng để mình đổi đời, đúng không cô chú anh chị em? Hồi xưa đó Tuyết Già cũng vậy nữa, tối mà Tuyết Già nằm mơ á, là sáng Tuyết Già phải ráng cố gắng nhớ cho kỹ cái giấc mơ của mình, phải chính xác nha, phải chính xác thì nó mới đổi đời được. Những cái giấc mơ nào đổi đời và những cái giấc mơ nào mà có thể không đổi đời được, thì hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ rất là tận tường. Tại vì Tuyết Già từng nghèo, đúng không quý cô chú anh chị em? Mình nghèo là mình có quyền mơ ước. Mình có quyền mơ ước đổi đời, cái này không có xấu, đúng không? Nghèo nó đau khổ lắm. Nghèo nó, người ta nó xem thường mình dữ lắm, cho nên hả, mình dứt khoát mình làm bằng mọi giá từng giấc mơ, từng cái hên xui, những cái gì may mắn, những cái gì làm sao để đổi đời, để cho mình đừng có nghèo đó. Thì Tuyết Già xin vô thẳng vấn đề là như thế này. Ví dụ như tối đêm đó đó em, thì cô chú anh chị em nằm mơ, đúng không? Ngủ là nằm mơ. Nằm mơ thì cô chú anh chị em sẽ thấy cái giấc mơ mà đổi đời nha. Đây Tuyết Già nói giấc mơ đổi đời nha. Giấc mơ đổi đời là mình nằm thấy lửa, đúng không? Mà lửa không biết nó cháy ở đâu mới đổi đời. Lửa cháy ở trên nóc nhà mới đổi đời nha quý cô chú anh chị em nha. Lửa cháy dưới đất á, là không có đổi đời. Nó chỉ là giống như là một cái điều may mắn, tai qua nạn khỏi, một cái gọi là giống như là mình có căn tu phước phần gì thôi, trong cái số số để như vậy. Nhưng mà lửa cháy mà ở trên nóc nhà đó, càng cao, tức là phải cao nha, càng cao thì bắt đầu đổi đời, nó giàu nó mới mạnh. Còn nếu mà tụi cũng tùy theo cái lúc mà cô chú anh chị em mà nằm mơ thấy lửa mà trong lúc á, lửa cháy mà cháy to, cháy nhiều hay là cháy có chút xíu đó, mà cháy ngay cái căn nhà của mình nữa. Mà quý cô chú anh chị em, nếu mà nằm mơ á, mà thấy lửa cháy rụi hết nguyên căn nhà, thì á, là mấy cái giấc mơ đó mới là tốt, đúng không? Cái này là nằm mơ nha, chứ đừng có suy nghĩ quá rồi cái tối cái ngủ rồi thấy lửa cháy luôn. Mà cuối cùng là không có cái gì, là Tuyết Già muốn chia sẻ là như thế này. Ví dụ như cái giấc mơ mà muốn có hiệu nghiệm á, thì ít nhất á, là phải nằm mơ từ 3-4 lần. Mà cái một giấc mơ mà nằm 3-4 lần đó, nó cứ cũng như lâu lâu mình mơ lại cũng y chang vậy, cũng thấy lửa cháy trên nóc nhà, lửa cháy rụi tiêu nhà. Mà phải mơ rất là nhiều lần, 2-3 lần trở lên thì mới có hiệu nghiệm. Còn nếu mà mới mơ một lần á, thì coi như là chưa có chắc. Nhiều khi tối nay cô chú anh chị em xem cái clip của cái video của Tuyết Già xong, cái tối ngủ nằm mơ thấy lửa cháy luôn. Đúng không? Mà cũng cầu chúc cho cô chú anh chị em thấy như giấc mơ hơn như vậy đi. Mà đó, lửa cháy càng cao nha, tuốt ở trên nóc nhà, tuốt ở trên nóc nhà của mình, hoặc là lửa cháy rụi hết cái căn nhà của mình, rồi mình thức dậy mình sợ. Một cái giấc mơ phải là sợ hãi, sợ dữ lắm luôn. Rồi cái bắt đầu 2-3 tuần sau, hoặc là ngày mai ngày mốt gì đó, nó cứ y chang vậy, cũng thấy lửa cháy, thấy nhiều hoài luôn. Thì cái giấc mơ đó là giấc mơ rất là may mắn. Giấc mơ đó là thấy lửa cháy trên nóc nhà đó, thường thường là mình được đổi đời. Tất nhiên mình đang mà nghèo khổ như gì nè, có một cái quý nhân nào đó gọi điện cho mình, kêu mình đi làm, hay là kêu mình như mình không có nhà đó, rồi có những cái quý nhân sẽ giúp mình là có nhà tình thương. Tự vì đang nghèo mà quý cô chú anh chị em, đúng không? Thì mình phải, cái giấc mơ này nó phải đổi đời, tức là nó đổi hơn cái đời hiện tại, cái số hiện tại của mình á.
cũng như là mình không biết là mình nghèo giàu cỡ nào mình không biết, nhưng mà cái cỡ khoảng cái hiện tại mà mình trước khi mình nằm mơ á là mình cũng như là mình có 2 triệu đi, thì sau khi mình nằm mơ á là mình có 5 triệu, 7 triệu, 9 triệu, 100 triệu, 200 triệu gì đó không biết, nhưng mà nó sẽ đổi cái con số nó lên chứ không bao giờ xuống. Đó là cái giấc mơ lửa cháy mà tuốt ở trên nóc nhà, tuốt trên nóc nhà hoặc là lửa cháy rụi luôn nha, lửa cháy rụi luôn á, mà phải phải lặp đi lặp lại 2-3 lần nha cô chú anh chị em. Còn nếu như cái giấc mơ á, còn một cái giấc mơ thứ hai nữa đó là cái giấc mơ mà thấy hoa mà mọc ở trên nóc nhà, mà cái giấc mơ này cũng hơi hiếm nha. Thì cái đó là cái giấc mơ này là cái giấc mơ mà gọi là trúng số độc đắc luôn. Mà cái giấc mơ này trúng số là như thế này cô chú anh chị em, phải một cái giấc mơ đó phải lặp đi lặp lại 2-3 lần rồi hãy mua vé số nha. Chứ nhiều khi mà mới vừa mơ xong đó cô chú anh chị em á, mà đang nghèo khổ mà chạy ra đi mua vé số liền á, tiếc già lo lắm, cái hết tiền, không có tiền mình ăn cơm, mình cái gì mình đói bụng á, mình khổ lắm đúng không? Hoặc là thí dụ cái này á, nó rất là linh thiêng như thế này. Nếu cô chú anh chị em đã nằm mơ thấy mình có một cái giấc mơ mà hoa mọc ở trên tuốt trên nóc nhà rồi, thì dù các anh chị em không mua vé số nữa cũng như tự nhiên xui khiến sao có một người bạn nào đó, người ta ngồi uống cà phê chung với nhau đó, rồi người ta có tiền, người ta giàu hơn mình đúng không, mình nghèo mà, cái người ta nói nè tao cho mày 1 tờ vé số nè, không, hoặc là người ta nói tao mua 5 tờ ha, mày 2 tờ tao 3 tờ đó, cái chiều lại cái cùng nhau trúng độc đắc hết trơn luôn. Đó là cái giấc mơ nó rất là hiệu nghiệm, phải lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần mới được nha cô chú anh chị em. Cái đây là sách vở nói luôn á, chứ không phải là Tuyết Già nói đâu, mà trong đời Tuyết Già thì chưa có nằm mơ thấy cái giấc mơ mà hoa mọc ở trên nóc nhà. Nhưng mà Tuyết Già thấy á, giống như những cái giấc mơ mà trái cây đó, quý cô chú anh chị em, trái cây á, trái cây mà nó có trái mà ngộ lắm cô chú anh chị em, cây nào nó cũng có trái hết trơn luôn, mà nó có trái ở trên nóc nhà mình á, ngộ lắm, nó không có trái ở dưới, nó có trái trên cao á. Nói chung là những cái giấc mơ mà thay vì ở dưới đất á, thì nó không có hiệu nghiệm bằng cái giấc mơ ở trên. Những cái giấc mơ hơn á thì nó nằm tốt ở trên đó, nó mới hơn. Còn thí dụ là lửa cháy hoặc là trái cây đúng không, trái cây thường thường thì cô chú anh chị em thấy thường thường mình thấy mình hái trái cây là hái lộc đúng không, nên nằm mơ hái lộc hoài mà sao thấy nó vẫn còn nghèo hoài, nó chưa có gì. Hái lộc mà phải ở trên, tuốt ở trên á, như tuốt ở trên nóc nhà của mình á, mà mình sân thượng gì mình leo cao thiệt là cao, mà tuốt ở trên đó hoặc là mình leo cái gì thiệt là cao, thì cái giấc mơ đó mới là hiệu nghiệm đó. Tiết già mà có cái gì đó hen hay ho đó, Tiết già sẵn sàng chia sẻ hết cho quý cô chú anh chị em, để quý cô chú anh chị em ha thoát khỏi cái cảnh nghèo. Nó còn có những giấc mơ á mà nó không có được may mắn đó, thì là những cái giấc mơ mà giống như là cô chú anh chị em thường thường mà thấy rắn á, thì là mình thấy rắn đúng không mà rắn xanh á với lại rắn đen, rắn gì tất cả rắn không có sao. Nhưng mà nếu cô chú anh chị em mà lỡ thấy cái rắn mà màu mà nó vàng vàng mà nó bạc bạc á, cái rắn lạ đó, cái màu nó rất là lạ, thì cái đó cái điểm nó không có tốt. Nó có những cái giấc mơ mà nó cũng là thấy rắn, mà phải rắn màu gì nó mới xui, chứ thấy rắn không cũng có xui gì hết trơn luôn á. Đó, có những cái giấc mơ mà nó lạ lùng như vậy á. Nhưng mà Tiết Già xin chia sẻ, có những giấc mơ mà dứt khoát là phải trúng số, những cái giấc mơ mà dứt khoát phải đúng là trong sách số nói là phải đổi đời. Đó là cái giấc mơ lửa cháy tuốt trên nóc nhà đó. Thấy nói chung là con người mình cái số nếu giàu tới nơi đó hen, thì coi như là hả dứt khoát cái giấc mơ đó phải lặp đi lặp lại hoài luôn vậy đó. Chừng nào mà đến đổi mình nhìn thấy được là đúng rồi, thì bắt đầu không mơ nữa. Nó lạ cái chỗ này quý cô chú anh chị em. Nếu mà mình chưa có, cũng như là bây giờ mình nói ủa sao tôi nằm mơ hoài mà tôi chưa có thấy đúng như cái lời của Tiết Già nói, nhưng mà hả là bắt đầu mình còn nằm mơ nữa, còn nằm mơ tiếp tục nữa, cho đến khi mình thấy cái giấc mơ mình nó rạng rỡ, tức là giấc mơ mình nó đúng sự thật á, là bắt đầu mình có công ăn việc làm, mình sẽ đổi đời, mình sẽ sung sướng, mình hạnh phúc, mình mua bán làm ăn cái gì cũng được hết, rồi mình sẽ thoải mái giàu có. Thì bắt đầu ha, nó lạ cái điều này là bắt đầu cô chú anh chị em không còn thấy cái giấc mơ đó nữa. Nó lạ như chỗ đó.
Còn những cái giấc mơ mà nó hải hùng, nó ma cỏ đồ này kia kia nọ, đó là những giấc mơ đó không có đổi đời, chỉ có một giấc mơ là lửa cháy với lại thấy hoa nha. Hoa mà mọc cái trên nóc nhà thì chắc có lẽ nó hiếm dữ lắm luôn á. Là nói chung là có những người nói là giấc mơ mà thấy quan tài màu đỏ thì cái đó là thường thôi, ai cũng biết hết trơn á. Còn cái giấc mơ mà lửa cháy trên nóc nhà với lại cái giấc mơ mà hoa này á, thì cái này nó cũng hơi là lạ. Cũng có thể cô chú anh chị em nào đọc sách qua cũng có thể biết được. Thì Tuyết Già xin chia sẻ cho những cô chú anh chị em hoặc là những bạn trẻ nào chưa biết. Rồi cái mình tính, ủa sao tự nhiên ha, không biết làm sao nữa mà hả, người ta kêu mình đi làm ăn, hoặc là người ta cho cũng như ta giúp đỡ mình này kia kia nọ đó. Đó, có những cái giấc mơ nó lạ kỳ vậy đó. Tự nhiên hả, Tuyết Già hôm nay rất là vui. Vui là như thế này, Tuyết Già hả, có cái gì mà giống như là làm sao mà để cho cô chú anh chị em mà được hả, cũng như là thoát khỏi cái sự nghèo á, rồi hả đi lên cái cuộc đời đổi đời á, thì Tuyết Già rất là mừng. Đó, video mà hôm nay á là chỉ có ngắn gọn chút xíu thôi, không có làm mất thời gian cô chú anh chị em nhiều. Còn nếu như mình cũng xin nói thêm với cái video này luôn như thế này là, nếu cô chú anh chị em nào á mà hay nằm mơ thấy ma đúng không, thấy ma là cũng như là Tuyết Già cũng từng thấy ma nè, từng thấy ma luôn cô chú anh chị em, chứ không phải không thấy đâu. Sau khi Tuyết Già đọc thuộc cái chú Đại Bi rồi đó mà vẫn còn thấy ma đó cô chú anh chị em. Hồi trước đó ha, là hồi trước mà chưa thuộc chú Đại Bi á, là thấy ma triền miên luôn. Thấy ma thấy ghê lắm, thấy ma nó nhát ma đủ thứ kiểu hết trơn. Nhưng mà từ mà khi mà vừa đọc chú Đại Bi á, mà thuộc rồi đó, thì Tuyết Già vẫn thấy ma tiếp tục, chứ không phải là mình đọc chú Đại Bi mà mình không thấy ma đâu nha quý vị. Thấy ma luôn đó. Thì trong cái thời gian mà trong cái đêm mà cái khoảng mà Tuyết Già mà ngủ á, mà đọc chú Đại thấy ma đó hen, thì một cái con ma nó lợi nó nhát người này, nó nhát người kia, nó nhát hoài luôn, nhát tùm lum hết trơn luôn á. Thì cái lúc đó thì Tuyết Già mới đọc chú Đại Bi, cũng là đọc hết cái đoạn chú Đại Bi luôn. Thì đọc hết chú Đại Bi xong rồi đọc nữa cứ đọc hoài chú Đại Bi mà con ma nó không có tiêu. Ồ, nói mà Tuyết Già sợ nổi da gà luôn. Con ma không tiêu nha quý vị, chuyện này rất là linh thiêng luôn, con ma không tiêu. Thường thường á thì quý sư quý thầy nói mình á, đọc chú Đại Bi mình niệm Phật á, thì ma tự biến. Mà trong giấc mơ của Tuyết Già đọc chú Đại Bi ma không biến. Thì có một cái người mà lớn tuổi già, cái này là giấc mơ nha cô chú anh chị em, giấc mơ nha. Cái một người lớn tuổi á, người ta nói hả, con ma này á hả, nó thuộc về giống như là nó tu là con ma nó tu lâu năm. Đúng rồi, Tuyết Già nhớ nè, con ma nó tu lâu năm rồi, cho nên đọc chú Đại Bi là nó nghe hết luôn. Trời ơi, nổi da gà chưa. Một cái bà lớn tuổi, Tuyết Già thấy cái mơ vậy, một bà lớn tuổi lại nói á, con ma này á, nó tu lâu năm rồi, bây giờ con có đọc chú Đại Bi á, nó cũng không có biến đâu, đọc nó ngồi nó nghe hết trơn luôn. Đó, cái giấc mơ của Tuyết Già tới bây giờ Tuyết Già hả còn nhớ, mà nhớ rất rõ luôn vậy đó cô chú anh chị em, thấy không. Thì cái lúc đó là mới học chú Đại Bi thôi, thì còn thấy. Thì nói chung là từ hồi mà Tuyết Già mà đọc chú Đại Bi nhiều vô á, thì Tuyết Già không có còn thấy ma nữa. Nhưng mà mình không có nên nói như vậy, tại vì ma á là tất là giống như những cái chân linh mà người ta chưa có được mà giải thoát thôi, người ta chưa có đến giờ để giải thoát thôi. Nhiều khi mình nói như vậy á, mình nói phạm người ta đó là người ta hả sẽ cho mình, ta nhát mình, ta này kia kia nọ, cho nên lúc nào á mình cũng phải tôn trọng người ta hết trơn. Tuyết Già chỉ là thuật lại cái câu chuyện á để vui lại cái phần video sau thôi, chứ không phải là đọc chú Đại Bi mà không thấy ma. Thấy ma mà gặp ngay cái con ma mà nó tu, ma nó tu lâu năm, không chừng ma đó nó tu lâu năm hơn mình. Chứ mình đọc chú Đại Bi mà trong giấc mơ mà ma không biến, nó ngồi nghe hết trơn luôn á cô chú anh chị em. Rồi Tuyết Già mới sợ quá, cho nên rồi cái bắt đầu hả sáng cái giật mình thức dậy luôn, mới nhớ là cái câu chuyện giấc mơ như thế đó. Bây giờ Tuyết Già rất là thương các quý cô chú anh chị em sống trên trần gian này, ai cũng phải có nghiệp, ai cũng phải có phước báo,
Nhưng mà người ta có phước báo, người ta đã giàu sang phú quý rồi. Còn những người mà những cô chú anh chị em á, không có đủ duyên, đủ phước, rồi còn những cái nghiệp nó còn dẫn giống như Tuyết già vậy đó. Cái nghiệp của Tuyết già cũng vậy nữa. Tuyết già cũng cố gắng hàng ngày trả mấy chục năm trời, hôm nay cũng tạm gọi là bớt bớt nghiệp rồi. Cho nên Tuyết già mới ráng cố gắng học đạo, và họ đi sâu vào tâm linh và nghiên cứu về tướng số để lên đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị em nào á mà sống còn lận đận lao đao đó, thì biết đâu mà một cái có một cái duyên nào đó thì một cái lời nói của Tuyết già để nó ngộ duyên á, thì quý cô chú anh chị em nó cũng được đổi đời đó. Đó là cái lòng mong muốn của Tuyết già. Thì video đến đây xin kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Vừa qua quý cô chú anh chị em á hả, rất là ủng hộ Tuyết già nhiều lắm, để cho Tuyết già được một cái sự vui mà cũng như là từ đây sắp tới là Tuyết già sẽ tu tập nhiều hơn để tỏ lòng biết ơn đến cô chú anh chị em rất là nhiều. Có chuyện gì mà thoát khỏi nghèo á hay ho thì Tuyết già sẵn sàng chia sẻ hết luôn cho quý cô chú anh chị em. Và xin luôn luôn cầu chúc cô chú anh chị em mua may bán đắt, làm ăn phát tài, rồi không bao giờ nghèo, sẽ bỏ chữ nghèo nha, rồi mà xong rồi còn phải giàu nữa chứ, hết nghèo rồi còn phải giàu nữa. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều. Video đến đây kết thúc.